xin mến chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 2 rồi. và hôm nay à, theo mạch truyện chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 3 của tác phẩm truyện kỳ thiên bảo vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. ở một số tác phẩm trước thì à, kho báu của tác giả Bùi Ngọc Phúc phải đến cuối truyện mới lộ diện. À, tuy nhiên thì mới hai tập đầu chúng ta đã biết là kho báu là gì rồi, à, chính là kỳ thiên bảo vật đúc bằng vàng nhưng mà hình thù cũng như là hình thái của nó thì chưa được bật mí và cái hành trình của kho báu sẽ còn kéo dài rất dài từ thời của thổ ti vi văn bản có thể là kéo dài sang đời con đời cháu và chúng ta sẽ tiếp tục cùng đồng hành cùng với kỳ thiên bảo vật cùng đình duy và tác giả bùi ngọc phúc để theo dõi xem những diễn biến tiếp theo không để mất thêm thời gian của mọi người chúng ta tiếp tục theo dõi tập ba ngay sau đây trước khi vào cùng nghe thì À, mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ đình duy ủng hộ tác giả cũng như kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh mc đình duy à, cho đình duy cho tác giả một nút like một nút chia sẻ cũng như để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều ngay sau đây chúng ta cùng nghe chuyện từ trên nhà sàn lao xuống chấn điện tướng quân lên ngựa phi ra bờ sông ngay phía sau là thổ ti vi văn bản dù chưa kịp phê pha vẫn vác kiếm phi ngựa chạy theo sát một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có hàng chục thuyền bị đốt cháy bị đục thủng cho chìm còn binh lính kẻ chết người bị thương cố bơi vào bờ khiến trấn điện tướng quân kinh hoàng quân doanh trên bộ chẳng khá hơn trận mưa tên bất ngờ khiến xác người chết nằm ở khắp nơi chẳng có thời gian trôn cất kẻ chết gọi thầy lang cho kẻ bị thương trấn điện tướng quân dẫn theo gần ngàn quân lao về phía cờ rừng truy kích Thổ ti vi văn bản chỉ huy 200 trắng đinh của các động tiến dọc con suối để bọc hậu. Trận chiến từ giờ ngọ cho đến giờ dậu khiến người và ngựa thấm mệt. Địa hình rừng núi hiểm trở nên chẳng thể dàn quân như dưới đồng bằng. Trấn điện tướng quân truy kích lũ giặc đến lúc phía sau ông chỉ còn ba chục lính theo kịp nên đành quay về. Trời tối nhanh nên vừa quay lại đường cũ một đoạn ngắn. Dù lính tiên phong có đốt đuốc nhưng vẫn khó nhìn. Từ trên cây, những cung thủ của vân nam vương mai phục đã tạo một cơn mưa tên khiến đám lính triều đình gục chết tại chỗ. Dùng thanh đại đao gạt tên bắn về phía mình. Trấn điện tướng quân thấy viên vệ úy gục chết ngay trên lưng ngựa, còn người cắm tới cả trăm mũi tên như con nhím sù gai. Một mình một ngựa chạy thoát ra tới cửa rừng. Trấn điện tướng quân nhằm hướng quân doanh để quay về nhưng mất phương hướng cả một vùng rừng núi chỉ thấy sương mù không rõ đâu là đường mòn đâu là bờ suối dù đã nhìn khắp bốn phương tám hướng vì tướng quân chẳng thấy một đốm lửa đưa đường chỉ lối khi cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi bất ngờ trấn điện tướng quân nhìn thấy mình đang ở một dốc cao dẫn tới mép sông ngồi trên lưng ngựa ông nhìn thấy toàn cảnh những con thuyền đang cháy ở động khảo bàn như vậy do mải đuổi giặc ông đã đi đường vòng khá xa đang tính men theo đường mòn bất ngờ tiếng gió rít kèm theo trận mưa tên tiếp theo nhưng lần này, những mũi tên nhằm vào chân ngựa khiến con chiến mã khuỵu chân xuống và chấn điện tướng quân mất đà ngã chúi về phía trước. Khi dùng mũi thanh đại đao cắm xuống đất nhằm bật dậy, chẳng ngờ trong bụi rậm trên cành cây xuất hiện đám phục binh. Bọn chúng nhất loạt đâm giáo vào người vị bỏ tướng rồi hất mạnh lên cao. Máu từ những nhát đâm trải thành dòng, còn thân xác bị ghim lại bởi những mũi giáo bịt sắt. Theo lệnh của kẻ chỉ huy, xác của trấn điện tướng quân được ném xuống dòng sông trước mặt. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Duy nhất một người lính sống sót nhìn thấy vội tìm đường khác quay về báo tin. Quần nhau từ sáng đến tối, Thổ ti vi văn bản cùng quận Hanh đốc thúc những binh sĩ còn khỏe mạnh chôn cất những người vị quốc vong thân. Chưa từng thấy quân triều đình chết nhiều đến vậy, biết chẳng thể chống đỡ nổi trận chiến tiếp theo. Ông hối thúc vị giám quân cử người về triều đình báo tin và xin thêm quân tri viện. gước nhìn rừng trám im lìm không có tiếng động, thậm chí tiếng hồ gầm trong rừng sâu chẳng còn, tất cả như báo hiệu sự im lặng chết chóc. Đói và mệt, thổ ti vi văn bản hơ tay trên cạnh đống lửa vừa được đốt. Ngoài việc đuổi thú giữ, ánh lửa sẽ giúp mọi người không sợ bị lũ giặc đánh úp. Ngồi đến giờ dần, bất ngờ có tiếng sét vang lên giữa trời quang mây tạnh. Thổ ti vi văn bản nhìn thấy một đám mây ngũ sắc tụ thành con chiến mã của một vị tướng, nhưng đầu gục xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến nắm con binh chẳng ai nhìn thấy. Có dự cảm không tốt, nên ông nói với quận hành. Tôi e rằng trấn điện tương quân lành ít giữ nhiều. Cùng cố xong trận địa, đại hòa hiệu được đốt lên, cùng việc lính đưa tin cưỡi ngựa lưu tinh về kinh thành cấp báo. Thổ ti vi văn bản chấn giữ nơi cửa rừng, quận hành gom đám thủy binh để chặn đường sông, dù không chắc giữ nổi khi đám giặc của Vân Nam Vương đợi quân tiếp viện để làm cỏ phủ quy hóa. Tầm thanh kỳ lên kiếm đã nhuốm máu kẻ thù đi kiểm tra những nơi trọng yếu. Thổ ti vi văn bản sợ nếu thất thủ lần này, động khảo bàn sẽ bị lũ giặc san bằng, còn người dân bị làm cỏ. Dù đã cho bà con đi lánh nạn, nếu vỡ trận sẽ khiến những lương dân bị giết đầu tiên, khiến ông thêm phần lo lắng. Quá ngọ, người lính đêm qua trở về báo tin, quận hanh cho mời thổ ti vào quân doanh thương nghị dù tin tức về cái chết của trấn điện tướng quân tạm thời được giấu kín để tránh binh sĩ hoang mang ngay lúc thấy vị thổ ti châu văn bản xuất hiện quận hanh nói ngay chết phải có xác để chôn ngạt nỗi lú giặc ném thi thể của trấn điện tướng quân xuống sông làm bồi cho cá ta đành lập mộ gió rồi làm lễ chiêu hồn nạp tác vậy vốn thông thảo vùng này nên thổ ti vi văn bản buồn giàu nói ai ngài chẳng cần lập mộ gió xác rơi xuống sông sẽ trôi về trái hút ngay trấn bảo hà tự khắc nổi lên ở đó do vùng nước quẩn xác chẳng trôi nữa tin vào phán đoán của thổ thi ngay lập tức quân lính canh ở trấn bảo hà được lệnh canh chừng chuẩn bị lưới để vớt xác một cỗ quan tài bằng gỗ quý được thổ thi vi văn bản sai trắng đinh khiêng tới trấn bảo hà tất cả trong đội và thời khắc thi thể của trấn điện tướng quân dừng lại theo kinh nghiệm lâu năm của các thầy tàu truyền lại xác sẽ nổi rồi chìm lại nổi đúng ba lần trong mấy ngày sau lần thứ ba nổi lên không ai vớt xác sẽ trôi đi hoặc vĩnh viễn chìm xuống đáy sông đến khi còn lại bộ xương trắng cả vùng trái hút và trấn bảo hà được thắp sáng bằng hàng trăm bó đuốc đám lính được lệnh ngày đêm dõi theo nước từ trên thượng nguồn đổ về dù chuyển người vợ già cùng gần chục đứa con tạm lánh nạn tại bản tàng lọ thổ ti vi văn bản vẫn lo ngại quân triều đình không tới kịp khi đó một mình ông Vích kỳ lân kiếm pháp chẳng xoay chuyển được tình thế chẳng dám để con trai chân giữ động khảo bản Ông yêu cầu Vi Văn Bạc chỉ huy 50 tráng đinh ẩn mình trong ngôi miếu nơi cửa rừng nhằm tiếp ứng khi cần thiết. Nơi đó tiến lui đều có nhiều ngạ không sợ bị bỏ thay giữa trùng điệp quân thủ. Chẳng còn về tự tin. Ngồi trên ngôi nhà sàn chưa có nhiều đồ đạc do nhà cũ bị cháy, còn những món đồ quý đã bị cướp. Lần đầu tiên thổ ti Vi Văn Bàn thấy lo ngại. Danh tướng triều đình như trấn điện tướng quân đã phải bỏ mạng cùng vài ngàn binh lính, trong tay ông chỉ có vài trăm tráng đinh chẳng thể lấy trứng trọi đá. Ngồi im, nhìn ra bên ngoài tối đen như mực, thi thoảng có những người lính cầm đuốc đi tuần. Ở trên cây nêu dựng trước nhà, bộ xương khô của kẻ phản phúc nông trí hào va vào nhau, tạo thành âm thanh ma quái. Gần sáng khi mọi người chìm trong giấc ngủ, pháo hiệu được bắn lên nhưng không phải quân giặc lại tới. Thổ thi vi văn bản nhanh chóng phi ngựa tới Trấn Bảo Hà. Ông biết hôm nay quân lính triều đình đã vớt được xác của Trấn Điện Tướng quân Nguyễn Hoàng Dương đúng bảy ngày kể từ khi trấn điện tướng quân thọ nạn xác của ngài trôi về trái hút và được quân lính vớt lên khâm liệm khi thổ thi vi văn bản tới nơi ông được quận hành cho biết nếu chuyển quan tài về kinh thành thăng long đâm bất tiện chỉ bằng an táng ngay ở trấn bảo hà để nhân dân quanh năm hương khói phụng thờ sau khi xem xét mọi nơi thổ thi vi văn bản chọn một khu đất đẹp ngay đồi cấm rồi an táng cho vị tướng quân thường nằm bên bàn đèn của mình trong lúc đợi triều đình truy phong một ngôi đền thờ được dựng lên ở trốn thâm sâu cùng cốc. Dường như nhận thấy quân triều đình chẳng còn nhiều và vị tướng tiên phong đã tử nạn, đoàn quân của Vân Nam Vương chia làm hai mũi tiếp tục đánh chiến châu quy hóa, khiến quận hanh vừa đánh vừa lui binh nhằm bảo toàn lực lượng. Dốc sức chống giặc, nhưng quân triều đình tháo chạy, tự dưng còn vài trăm tráng đinh của mấy động ở lại giữ quê hương, khiến thổ ti vi văn bản sững người. Nếu rút đi toàn bộ châu văn bản lẫn phủ quy hóa sẽ đổi chủ, nếu cố sức chống lại sẽ bị giết chết đến người cuối cùng do thông thạo địa hình đội quân của tà tù vàng tràn ngập khắp nơi thổ ti vi văn bản lệnh cho mọi người chia thành từng nhóm nhỏ rút dần nhưng quá muộn mình ông cưỡi ngựa vung gươm chặn địch không xuể ngôi nhà sàn bốc cháy lần thứ hai còn vị thổ ti người nhuốm máu phi ngựa vào rừng bị chặn chạy dọc con suối vẫn bị truy đuổi thổ ti vi văn bản quyết định mở đường máu chạy từ Động Khảo Bàn tới Trấn Bắc Hà vì nơi đó vẫn còn quân của triều đình. Vùng thanh kỳ lên kiếm chém giặc, nhưng càng chém giặc càng đông, mà ngà đường đều chỉ thế giặc khiến ông khó bề xoay chuyển. Điều khiến ông tạm yên tâm, chẳng hiểu sao lũ giặc tránh, không đốt phá ngôi miếu vừa xây, nơi có kỳ thiên bảo vật do ông lao tâm khổ tứ có được. Trời nhập nhọn tối, thổi ti vi văn bản cuối dạp trên con ngựa ô để chạy. Lúc này cánh tay cầm kiếm bị trúng tên độc nên chẳng thể vung lên được. Ông muốn tìm nơi hẻo lánh để thả mình vào bụi rậm nằm nghỉ do sức cùng lực kiệt. Tiếng vó ngựa của những kẻ đến từ phương Bắc vẫn đuổi sát ngay sau lưng. Trong lúc đang hoang mang và mất phương hướng, bất ngờ ngay khúc quanh ở con đường mòn trước mặt, vị thổ ti Châu Văn Bản nghe thấy tiếng đàn tiếng sáo, ngay sau đó là mùi nhang trầm phảng phất. Dù chẳng phải là lần đầu tiên Thổ thi vi văn bản vẫn ngạc nhiên khi thấy tám người khiên kiệu, có người thiếp của ông là ngô phương diêu ngựa ở trên. Chẳng rõ mình đang tỉnh hay mơ, từ trên kiệu tiếng của ngô phương diêu thánh thoát. Thằng phu kiệu còn không mau xuống ngựa, người đâu, mau trảm thủ. Kiệu công đoàn hộ giá chợt tan biến. Thổ ti vi văn bản sợ tỉnh, nhưng quá muộn. Thành đào trên tay của Vân Nam Vương tả tổ vàng liêng ngang cổ, khiến thổ cấp của vị thổ ti miền biên viễn rơi xuống đất. Ngay lập tức, từ trong bụi rậm một con hổ lao ra, vô lấy, rồi chạy ngay vào rừng. Đưa tay ngăn thuộc hạ dương cung bắn hổ, cả đoàn quân thẳng tiến về trấn bảo hà. Những vó ngựa dẫm đạp lên xác của kẻ xấu số lao nhanh trong bản xương gián lạnh. Không phạm sai lầm như trấn điện tướng quân, cậy binh hùng tướng mạnh nên chủ quan khinh địch. Tà Đô Đốc chia quân làm bốn mũi giáp công Bắt đầu tiến vào Trấn Bảo Hà Dù tiến quân chậm Nhưng ông đợi nhận đủ thông tin cần thiết Từ toán lính tiền trạm Biết chắc Vân Nam Vương Tà Tô Vàng Dẫn quân về Trấn Bảo Hà Ông cho rằng thiên la địa võng để diệt giặc Những con đường mòn Đã nhỏ giờ bị đào bới Khiến ngựa xa hố Từ phía trên các công thủ được dịp trồ tài thiện xạ Với những kẻ cầm đao Làm tướng tiên phong lưới đan bằng sợi mây quăng xuống khiến đối phương có đao trong tay chẳng thi triển được trận đánh nơi rừng núi chẳng cần đông quân trong ba canh giờ tà đô đốc chém sáu kẻ cầm đao khi đám còn lại quay đầu lúc này đội quân cưỡi ngựa bắt đầu truy sát mục tiêu cuối cùng phải chém đầu thị chúng hoặc bắt được kẻ tiếm sưng vân nam vương đóng củi áp dài về kinh thành dẫn quân từ kinh thành lên đây không nhiều nhờ sự phân bổ hợp lý và mai phục nơi hiểm yếu đám giặc từ phương bắc lần lượt bị bắt và giết khiến tà tù vàng dẫn tàn quân chạy ngược về phía cửa rừng khi ngựa phi tới con đường mòn ở khúc quanh tà đô đốc vung kiếm chém đứt rời cánh tay cầm đao của tà tù vàng rồi chém chết kẻ cầm cờ có thêu chữ vân nam vương thấy chủ tướng bị trọng thương đám giặc không còn nghĩ đến chuyện nghênh chiến cuộc bỏ chạy rơi vào hỗn loạn nhờ vậy tà tù vàng có thời cơ trốn thoát không muốn xảy ra cảnh giao chiến thường xuyên tà đô đốc vi văn tố vẫn phi ngựa đuổi theo truy cùng diệt tận tướng giặc tuy nhiên lúc ngang qua cây chám cổ thụ ông nhìn thấy một xác người không đầu nằm ngay giữa đường điều khiến ông kinh hoàng bởi trên tay của người đó cầm thanh kỳ lân kiếm năm xưa được truyền dạy kỳ lân kiếm pháp thân phụ của ông đã cho thợ rèn hai thanh kiếm kỳ lân để sau này huynh đệ song kiếm hợp bích ngoài ra trên cổ tay của ông cùng em trai đều có đeo vòng bạc khắc chìm chữ họ vi. Đó là dấu hiệu nhận biết phòng khi phải ly tán. Đau khổ vì em trai chết thảm. Chẳng còn tâm trí đuổi theo giết tướng giặc. Tà đô đốc bọc xác em trai đặt lên ngựa đưa về động khảo bàn. Không giết được Vân Nam Vương tà tù vàng, nhưng ông kịp đả thương kẻ xâm lấn biên cương. Dẫu sao quân giặc đã kinh hồn bạt bía và rút chạy về phương Bắc. Tà đô đốc lệnh thu quân và chia đi trấn giữ các nơi biết chẳng thể tổ chức tang ma rình rang khi mọi thứ còn tan hoang. Dù chẳng giết trâu, mổ bò, tà đô đốc vẫn sai giết đôi lợn rồi rước thầy tào về làm lễ. Trong lúc công việc lo đám tang được khẩn trương, tà đô đốc Vi Văn Tố không quên gửi bàn tấu về triều đình, vạch tội quận hanh tham sinh úy tử, bỏ mặc chấn điện tướng quân một mình rơi vào mật phục. Sau đó bởi khiếp sợ quân giặc đông, nên tự ý rút quân nhường đất cho chúng, Việc này khiến thổ ti vi văn bản đơn thương độc mã chống giặc và giống chấn điện tướng quân. Họ cùng hàng ngàn binh sĩ đều vị quốc vong thần. Giao bản tấu cho viên vệ úy thân tín phi ngựa về dân cho chúa Minh Đô Vương phán xử. Tà Đô Đốc nuốt nước mắt để cùng bốn thầy tàu, Chủ trì tang lễ cho em trai xứng tầm một thổ ti. Khi giáp đầu của em trai được tạc từ khúc gỗ quý vào thân, hiện đặt trong cỗ quan tài, tà đô đốc ngậm ngùi nói với cháu trai à... dòng họ vi bao đời là viên thần thế tập giờ cháu kế nhiệm cha mình gánh vác việc nơi đây do em trai chết đột ngột thuần theo đề nghị của em dâu và cháu trai tà đô đốc cho an táng thổ ti vi văn bản ở khu mộ sau ngôi miếu để vị thổ ti quá cố được nằm cạnh người con thứ cùng những bà vợ của mình sau khi trôn cất được ba ngày, bốn thầy Tào lại tới sau miếu thực hiện nghi lễ mở cửa mộ nhằm báo cho Sơn Thần biết và đón nhận người chết về cõi âm. Thu xếp mọi việc tạm ổn, tà đô đốc dẫn một ngàn binh lính truy quét đám tàn quân của lũ giặc. Ông biết sớm muộn gì vua Cà Long cũng lệnh cho Tổng đốc Vân Nam và Tổng đốc Lưỡng Quảng tiến hành thảo phạt kẻ tiếm xưng là Vân Nam Vương. Từ biên cương quay về động khảo bàn, tà đô đốc hài lòng bởi thổ ti vi văn bạc học theo người xưa chẳng vội dựng lại nhà sàn khi còn để tăng trà ngồi thưởng thức chén trà ở nơi từng có ngôi nhà sàn chín gian chỉ vào bộ xương của nông trí hào đang va đập vào nhau theo từng cơn gió thổi tà đô đốc vi văn tố nhắc cháu trai hạ xuống và ăn táng chu đáo dẫu sao hắn đã phải trả giá cho những tội ác của mình thô giết mẹ giết em trai khiến chàng thổ ti trẻ tuổi Vi Văn Bạc có vẻ chưa ưng thuận. Tà Đô Đốc liền nhắc nhẹ cháu trai. Sơ lư lào, bê giếng năng, cần nhà ngăn tưởng. Hồ chết còn để lại tấm da, người chết còn danh tiếng cho đời. Phi ngựa thờ chấn bảo hà về động khảo bàn, trời chưa sáng rõ mặt người, nhưng thổ ti Vi Văn Bạc vẫn thấy nhiều người đã lên nương hoặc vào rừng từ sớm. Dẫu vùng này nổi tiếng nhiều hổ hay rình mồi, tuy nhiên sau lần ông cùng hai mươi tráng đinh bẫy được con hổ già một mắt thành tinh, những lối mòn dường như vắng bóng hổ. Con hổ già thành tinh khi xưa từng bị một vị đô đốc binh sứ Dương Cung bắn. Khi mũi tên cắm thẳng vào mắt trái, nó gầm lên vang vọng cả núi rừng, rồi lao vào rừng sâu, khiến đám quan binh chẳng truy nổi dấu vết. Kể từ ngày mất đi một mắt, con hổ trở thành cơn ác mộng của bà con thuộc Hai Châu Mười Sáu Động. Chẳng biết có phải do người dân theo dệt hay không, con hổ một mắt vô người và ăn thịt theo cách chẳng giống ai. Đầu tháng, nó rơi hai tay vào cái đầu. Giữa tháng vô người nó rơi phần thân, còn cuối tháng nó gặm hai chân của nạn nhân. Khi thay cha mình cai quản châu văn bản, thổ ti vi văn bạc hạ quyết tâm diệt trừ con ác thú tạo phúc cho dân lành. Còn một điều khiến ông cần giết con hổ. Theo lời kể của một tù binh phi ngựa ngay cạnh tướng giặc là tà tù vàng, thân phụ ông sau khi bị chém bay đầu chính con hổ một mắt đã lao ra vô luôn thủ cấp chạy biến vào rừng để nhai không rõ vô tình hay hữu ý hôm cha của ông thọ nạn đúng vào ngày đầu tháng con hổ một mắt thành tinh khiến việc đánh bẫy vô cùng khó khăn thời gian đầu bị truy lùng gắt gao khiến nó cảnh giác phải mất đến con dê thứ sáu mới khiến nó sập bẫy thổ ti vi vân bạc vung giáo có mũi nhọn bọc sắt chọc nốt con mắt còn lại của con hổ thành tinh chẳng bận tâm đến con ác thú đang gầm lên đau đớn. Ông Dương Cung bắn mũi tên tầm thuốc độc và chính giữa hai con mắt đã mù. Thổ ti Vi Văn Bạc không muốn dùng kiếm, sợ hỏng mất bộ da hổ. Bước chân lên ngôi nhà sàn chín gian, được dừng lại to đẹp hơn ngôi nhà cũ. Bên trong bày biện trà kém gì vương phủ dưới xuôi. Thổ ti Vi Văn Bạc tới vị trí trang trọng nhất dành cho mình. Con hổ một mắt sau khi bị giết đã được lột ra phủ vào ghế ông ngồi hàng ngày, đặt chân lên đầu hồ thổ thi vi văn bạc hài lòng bởi hơn chục năm trôi qua bờ cõi tránh được nạn binh đao giúp cuộc sống của bà con sung túc đợi người vợ ba chuẩn bị xong mọi thứ vì thổ thi của châu văn bản nằm bên bàn đèn bắn điếu thuốc phiện ở gian dưới cơm nước đã có người vợ cả cùng người vợ hai đảm nhiệm do không muốn sống cảnh chật trội ngay phía trong động khảo bàn ông cho dựng thêm nhà sàn để tám người anh em cùng cha khác mẹ sinh sống khi người cha vị quốc vong thân một mình thổ ti vi văn bạc trèo lái gia tộc họ vi cùng đời sống của bà con các bạn. gần hai chục năm trôi qua ông đã biến những nơi bị giặc tàn phá năm xưa thành những bản làng trù phú không giống cha mình bữa tối của vị thổ ti diễn ra như một dịp sum họp gia đình ông ngồi chính giữa cùng ba bà vợ những đứa con ngồi mâm kế bên dù mọi người ăn cùng trên nhà sàn mâm của thổ ti được đúc và chạm khắc bằng bạc mâm của đám trẻ con là loại mâm đồng được bán nhiều ở dưới kinh kỳ kẻ chợ chàng sa hoa tột bậc như vô chúa thổ ti vẫn dùng đũa và bát bằng bạc đồ gốm xứ dành cho các bà vợ giá kể mỏ vàng tiếp tục được khai thác những đồ dùng của ông sẽ đúc bằng vàng nung chảy không chừng khi cơm no rượu say thổ ti vi văn bạc mở hòm lấy một sấp giấy ông viết tiếp về ba món bảo vật của dòng họ vi bởi nếu truyền khẩu như người xưa rồi tam sao thất bản rất may trước khi cha thọ nạn bí mật về nơi chôn giấu kỳ thiên bảo vật ông đã nắm rõ nếu không nó đã bị làn xương khói mờ ảo che phủ theo như thầy tào cho biết trong số những ngôi mộ chôn sau miếu duy nhất ngôi mộ của bà ngô phương diêu được yểm bùa chu đáo dường như sự oán hận khiến hồn ma đó chẳng thể siêu thoát năm xưa cha của ông đã tính cưới bà ngô phương diêu làm vợ thứ năm việc không thành còn bái lăn ra chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Đúng như câu, chết trẻ khỏe ma, mọi người vẫn cảm thấy vong hồn bái chưa rời xa động khảo bàn. Nhằm yên lòng người sống và vỗ về kẻ chết, đợt vừa rồi ông quyết định mời thầy Tào về làm lễ thêm lần nữa cho Chu Toàn. Viết về bà vợ cả của cha chỉ đôi dòng sơ lược, về bà vợ thứ hai tức mẹ của mình cũng không nhiều nhận gì duy nhất bà ngô phương diêu tốn cả chục trang giấy vì liên quan đến nhiều thứ nhằm bảo toàn và giữ bí mật về nơi cất giấu kỳ thiên bảo vật thổ ti vi văn bạc dùng những đoạn thơ bằng tiếng dân tộc những ký hiệu để những kẻ gian tham chẳng thể luận được cuốn sổ gần như là cuốn gia phả về dòng họ với người bác ruột vi văn tố hiện là mệnh quan triều đình ngày trước chinh chiến dẹp loạn khắp nơi và đánh đuổi giặc phương bắc khi thắng trận trở về từ vị trí tả đô đốc của bắc quân phủ tại trấn kinh bắc sau được chúa minh đô vương phong làm nam quân đô đốc trưởng phủ sự thái úy tước ngạc quận công nên mọi người gọi là quận nhạc phủ tướng quân ở làng đông ngạc giờ đổi thành phủ quận công xác định đây là việc hệ trọng và không nóng vội bởi thế gần chục năm liên tục viết rồi xé đi viết lại đến nay gần 60 trang đã hoàn thành nhưng ông phải viết thêm 40 trang nữa cho tròn trăm trang viết xong ngành trưởng và sang đến ngành thứ thổ ti vi văn bạc buông bút tắt đèn đi nghỉ rút kinh nghiệm từ cha mình ông chẳng muốn tin vị người nào nên lần lượt ngủ cùng ba bà vợ theo kiểu luân phiên trong tuần để chẳng ai chịu cảnh ấm ức có những việc tế nhị vốn chỉ vợ chồng biết được hễ đến lượt bà vợ nào nhưng không thể quan hệ ở ngoài cửa sẽ che một bông hoa lụa màu đỏ khi đó thổ ti vi văn bạc liền chọn ngủ cùng một trong hai bà còn lại khi tiếng gà vừa gáy báo hiệu sang ngày mới từ bên ngoài có tiếng nói lao sao cùng tiếng ngựa gõ móng xuống nền sân biết lão bộc trung thành vừa từ kinh thành thăng long trở về thổ ti vi văn bạc mở cửa chậm rãi bước xuống do chạy cả đêm nên người và ngựa đều thấm mệt trong lúc con tuấn ma ăn cỏ khô vừa được mang ra và uống nước trong máng lão bộc ngồi ăn củ khoai luộc để chống lại cơn đói đang hành hạ vừa nhìn thấy chủ nhân xuất hiện lão bộc vội thông báo tin quan trọng đúng ngày đầu đông năm đinh hợi 1767, chúa Minh Đô Vương đã cưỡi hạc về trời. Thế tử Trịnh Sâm nối ngôi chúa và được vua Lê Hiển Tông tiến phong làm nguyên soái tổng quốc chính tỉnh Đô Vương. Vốn là thổ ti nơi miền biên viễn, ai ngồi trên ngai vàng ngự trong điện kính thiên hay ngự ngôi chúa chẳng ảnh hưởng gì. Bởi từ bao đời nay, miền biên viễn là phên dậu của Giang Sơn Đại Việt và tránh xa chuyện triều đình. Tuy nhiên do bác ruột đang là ngạc quận công, việc thay ngôi đổi chủ ít nhiều sẽ thay đổi đến đường quan lộ. Thổ thi Vi Văn Bạc hỏi ngay, Vậy ngạc quận công hiền lãnh chức gì? Bẩm ngài, ngạc quận công do từng dạy chúa tĩnh đô vương trịnh xâm khi ngài còn là thế tử. Bởi vậy ngài đã phong ngạc quận công làm quan thái phó hàm tránh nhất phẩm. Thổ thi Vi Văn Bạc gật đầu tỏ vẻ vui mừng. Như vậy họ vi có người đạt tới tột đỉnh vinh quang. Chỉ tiếc là cha ông đã không còn sống để chứng kiến người huynh trưởng của mình trở thành giường cột của triều đình. Năm xưa, trong trận chiến ác liệt, 7.000 quân triều đình cùng vị trấn điện tướng quân vị quốc vong thân. Tiếp đó là thổ ti vi văn bản với 200 tráng đinh bỏ mạng trong trận chiến không cân sức. Sau khi dẹp tan lũ giặc phương Bắc, từ kinh thành Thăng Long, vua lê hiển tông đã sắc phong cho trấn điện tướng quân nguyễn hoàng dương thành vệ quốc tướng quân và đưa bài vị vào đền thờ đúng theo lễ sinh vi tướng từ vi thần để nhân dân tứ thời cúng tế thổ ti vi văn bản người quyết không dâng đất hay đầu hàng quân giặc được vua lê sắc phong gia nghị đại phu thụy ôn mục hầu thưởng cho lá bộc trung thành một cân thuốc viện Thổ ti Vi Văn Bạc đi vào trong bàn để gặp thầy Tào nổi danh nhất động khảo bàn. Thậm chí nói không hoa, còn nổi danh cả châu Quy Hóa và miền Biên Viễn. Nói đến thầy Tào Tráng Nga à Sử, nhiều người chỉ biết lè lưỡi lắc đầu. Bởi lão không chỉ làm nhiệm vụ cúng tế, đọc văn khấn. Lão làm bùa ngài, nuôi ma gió, sai khiến hồn ma, chẳng khác nào những thầy phù thủy dưới xuôi. Thậm chí một lần về đất kinh kỳ kẻ chợ lão tráng a sự còn khiến những ông đồng bà cốt người kinh lẫn thầy cúng người hán phải sợ mất mật không chọn ở nhà sàn như mọi người thầy tào tráng a sự ở nhà trình tường trong rừng trán còn cửa hướng ra con suối trước mặt chọn ở cách biệt với dân trong động khảo bàn nhà của thầy tào cùng miếu sơn thần là hai nơi mọi người chẳng dám lai vãng khi trời nhập nhọn tối họ sợ hồn ma bắt đi ngay lập tức dù ghé đây nhiều lần thổ ti vi văn bạc vẫn bị đàn chó đang nằm sưởi nắng lao ra nhe răng sủa chàng buồn cất tiếng đuổi mèo mắng chó vì thổ ti đã cầm sẵn roi mây nên thẳng tay vột khiến lũ chó cong đuôi chạy giạt ra tứ phía bước vào ngôi nhà chẳng có ngọn đèn còn ánh nắng sớm bên ngoài không lọt vào thổ ti vi văn bạc nhận ra lão thầy tào nhờ bếp lửa bập bùng ngay giữa nhà chưa vội ngồi xuống ông với chiếc sọ người trên giàn tre treo lùng lằng phía trên để khói hun bao năm, khiến những đoạn tre cùng chiếc sọ lên nước đen bóng. Bình thường bà con hay phơi thì ở vị trí đó để khói hun giúp bảo quản được lâu. Việc đặt sọ người chỉ có ở nhà lão thầy Tào, khiến ai cũng hãi. Cầm sọ người như đồng đen hun lại có sắc đỏ sậm. Thổ ti vi vân bạc nhặt viên đá gần đó rồi gõ nhẹ vào hàm răng còn chắc, ông gật gù nói. Kể từ ngày thân phụ tôi dùng kiếm lọc tương miếng thịt sau đó dốc xương treo trên cây nêu cho gió mưa làm sạch bộ xương của thằng nông trí hào tính ra cũng gần hai chục năm rồi lão tinh luyện đủ thứ nên chắc có thể sai khiến nó ra cửa rừng hay vào mỏ khuôn đồ được nhỉ chưa vội trả lời lão thầy tào tráng nga sự đứng lên nhặt nốt những đoạn xương đùi xương cẳng tay xương sườn cùng các đốt xương cổ xương đốt tay dài xuống nền đất không cần sắp xếp khi biết chắc xương trên giàn tre chẳng thiếu màu nào lúc này lão tráng nga sự khoác áo lễ đội mũ rồi cầm chuông rung còn miệng đọc khẩu quyết như có một lực vô hình những đoạn xương rơi vãi lộn xộn bất ngờ liên kết với nhau theo đúng thứ tự dù chẳng có ai tác động chuông rung đến hồi thứ hai bộ xương không sọ bất ngờ đứng dậy còn hai cánh tay khẳng khuêu đưa về phía thổ ti vi văn bạc đòi nốt hộp sọ ông đang cầm trên tay chẳng có thịt hay gân liên kết bộ xương vẫn hoạt động mềm dẻo và linh hoạt một cách bất ngờ có lẽ người yêu bóng vía nhìn thấy bộ xương đen bóng này sẽ ngất xỉu dùng hai cánh tay toàn xương nâng hộp sọ đặt lên cổ sau khi xoay hai vòng để hộp sọ vào đúng vị trí bộ xương hoàn chỉnh khẽ cúi đầu thay lời chào và cố ý đợi lệnh với mảnh vải đen có thêu bùa chú ném lên bộ xương thầy tào tráng nga sự rung chuông rồi đọc khẩu quyết để sai khiến trong phút chốc bộ xương lao nhanh ra bờ suối trước mặt rồi mất hút rót hai chén rượu rồi bày đĩa thịt nai lão tráng nga sự mời thổ ti vi văn bạc đối ẩm cùng mình năm xưa giá kể ông vi văn bản hồi còn sống nghe lời lão khéo chẳng phải chết thảm ở trấn bảo hà hai người uống cạn chén rượu lão tráng nga sự chưa vội rót chén thứ hai vì ngước nhìn ra phía cửa như có ý chờ đợi chỉ một loáng sau bộ xương khô của nông trí hảo chạy ngược từ dưới bờ suối về nhà điều khiến thổ ti vi văn bạc kinh hãi bởi hai bàn tay xương khô cầm hai con cá còn đang quẫy đạp vốn chẳng mấy khi ăn thịt trâu bò thịt lợn thịt gà dùng vào dịp cúng tế món cá được mọi người ưa dùng hơn xiên hai con cá vào những thanh tre lão trắng nga sự đặt cá lên bếp để nướng dù bò vào ống tre sẽ ngon hơn sau khi gỡ miếng vải đen khỏi bộ xương khô cũng đen không kém Lão trắng ngát sự cầm chuông dung và đọc thần chú Ngay lập tức Bộ xương lồi thổi đi vào góc nhà Tự ngồi xuống rồi gục đầu như người ngủ gật Thậm chí để hộp sọ khỏi lăn ra nền nhà Hai bàn tay khẳng khiu vừa bắt cá dưới suối Đưa lên ôm đầu như người còn sống Chứng kiến pháp thuật của lão thầy Tào Và sự khuất phục từ bộ xương khô Thổ ti vi văn bạc hài lòng Khi thằng nông trí hảo có cái kết chẳng thể thảm hơn đặt bọc thuốc phiện cùng những thoi bạc trắng trước mặt lão thầy tào thổ ti vi văn bạc khẽ hỏi bao giờ tôi có thể dắt bộ xương khô về coi nhà liếc nhìn món quà từ vị thổ ti lão tráng ra sự rung chuông đọc lời khấn gọi hồn ma tiếng chuông từ trong ngôi nhà trình tường khiến bên ngoài dù trời nắng nhưng gió quẩn khiến lá cây rơi rụng khắp nơi chẳng có biệt nhãn để nhìn thấy các hồn ma Thổ ti Vi Văn Bạc vẫn cảm nhận rõ sự có mặt của vô số vong hồn lần quất quanh đây. Khi chuông ngừng rung, lời khấn dừng lại, mọi thứ trở lại nguyên trạng kèm theo lời giải thích của lão tráng Nga Sự. Nuôi chó phải có duyên thì mới chọn được chó khôn và nuôi chó béo. Nuôi bộ xương khô này cũng vậy. Nếu hữu duyên, sẽ khiến nó làm nhiều việc hữu ích nhược bằng không ổn, no phản đại, khéo bóp cổ chủ nhân chết tươi. Giải thích xong mọi chuyện, lão tráng A sự tiết lộ. Muốn bộ xương khô của thằng nông trí hào tận tâm phục vụ, lão phải tinh luyện và áp chế trong vòng hai chục năm có lẽ. Tính từ ngày hạ bộ xương trên cây nêu xuống rồi giao cho lão thầy Tào, thổ thi vi văn bạc nhầm tính đã được 16 năm. Như vậy, phải đợi thêm 4 năm nữa mới mong rước bộ xương khô về nhà. Khi xưa cha của ông có nuôi hai con mông cọc, bọn chúng cực khôn và trung thành với chủ. Đương nhiên, cả hai con mông cọc đều nghiện nên chẳng mấy khi rời xa bộ bàn đèn. Như nhớ ra điều cần nói, Thổ Ti Vi Văn Bạc nói ngay. Phiền lão khiến bộ xương khô nghiện thuốc phiện như những kẻ đang sống vất vưởng. Biết đâu thời gian bàn giao sẽ nhanh hơn. Thấy lão thầy tào trắng ngang sự cầm bọc thuốc phiện ngầm chê ít, Thổ ti Vi Văn bạc nói ngay. Đây chỉ là khởi đầu. Tôi sẽ chu cấp cho ông số thuốc viện đủ khiến làn khói của nó ngấm vào từng đốt xương của thằng nông trí hảo. Chẳng mấy khi rời châu văn bản. Tuy nhiên, do người bác ruột Vi Văn Tố hạc giá, văn du, thổ ti Vi Văn Bạc cùng ba người con trai là Vi Văn Nhất, Vi Văn Nhị và Vi Văn Tam phi ngựa về kinh thành chịu tăng chẳng đông con nhiều cháu như chi thứ chi trưởng của ông bác chỉ có một người con trai được tập ấm là vi văn tiền sau nhiều năm đèn sách giờ làm tư nghiệp tại quốc tử giám theo di trúc để lại vì quần công được chôn ở cánh đồng lặng đông ngạc không đem về châu văn bản là quê hương triều đình đã cấp tiền xây lăng mộ bằng đá cho vị võ tướng có nhiều chiến công hiển hách âu cũng là niềm vinh dự của họ vi sau khi người bác đã mồ yên mà đẹp, thổ ti vi Văn bạc có dịp ngắm phủ quận công. Dẫu chẳng to đẹp như các vương phủ khác, ngôi nhà sàn trong phủ gợi nhớ về quê nhà. Đưa cho người anh họ cuốn sổ mình đã lao tâm khổ tứ viết trong hai chục năm. Ông ngậm ngồi nói. Đến lúc nào đó, huynh đệ ta cũng đi gặp tổ tiên. Hôm nay để môn huynh đọc về sự tăng trầm của dòng họ vi và viết thêm đôi dòng chẳng mấy khi về trốn kinh kỳ kẻ chợ thổ ti vi văn bạc dẫn ba người con trai đi thăm thú các nơi dẫu cùng vua hay phủ chúa chẳng dễ vào ông vẫn cùng các con đi qua cho biết rồi ghé phiên chợ vùng kẻ bưởi mua thêm đồ nông cụ nửa tháng trôi nhanh dù ba người con đã quay về châu văn bản từ trước thổ ti vi văn bạc chưa lên đường do người anh họ giữ lại buổi tối thay bị ngồi phòng khách ở nếp nhà ba gian hai trái theo truyền thống Thổ ti Vi Văn Bạc ngồi đối ẩm cùng người anh họ là Vi Văn Tiền ở ngôi nhà sàn được ngạc quận công dựng trong vườn nhằm nhớ về nguồn cội. Thậm chí những năm tháng cuối đời, vị quận công họ Vi còn cho là một con suối cạn giống như đường vào động khảo bàn. Dù vườn không quá rộng, Thổ ti Vi Văn Bạc nhìn thấy có chục cây trám được trồng. Cảm thông với người bác ruột như lá rụng về cội, ông chỉ tiếc vì động khảo bàn không có được vinh dự là nơi vị quận công gửi thân xác dù có thân phủ là tránh nhất phẩm lại được ban tước quận công vì văn tiền chỉ đạo quan tư nghiệp hàm ngũ phẩm có lẽ bởi ông theo nghiệp văn nên con đường hoạn lộ gặp nhiều long đong rót chén trà cho người em họ ở châu văn bản ghé về dự tang ông chậm rãi cho biết mình đã trong đèn đọc hết một trăm trang viết về dòng họ vi dẫu thán phục sự kiên tâm chép ra mọi điều nhằm lưu truyền hậu thế ông chẳng thể vui được khi thấy nhắc về ba món bảo vật bằng vàng nói theo bậc thánh hiền, bảo vật luôn đi kèm họa phúc khôn lường. điều này được chứng minh qua cái chết của người chú ruột là thổ ti Vi văn bản năm xưa. giờ đây người em họ thế tập thay cha nhưng xem ra chưa rút được bài học cho mình. trao lại cho thổ ti Vi văn bạc bàn viết tay, ông tặng luôn một cháp sơn mài để đựng rồi ôn tồn nói: đất nước đã thái bình, buồn nỗi nhà chú có ba người con trai nhưng bàn tay cầm kiếm dương cung đã quen, sẽ chẳng học được gì từ các bậc tiền nhân. Khâm phục người anh họ học rộng tài cao, nhưng thổ ti vi văn bạc chẳng thể vui khi thấy ba người con trai bị bêu tên với hàm ý xấu, khiến ông Phật ý. Luôn ngưỡng mộ người bác ruột là võ tướng vào sinh ra tử, lập bao chiến công. Giờ thấy người con trai duy nhất của ông quá đề cao việc học, nhằm hạ thấp những người vung kiếm, dương cung, chống giặc. Đương nhiên, ông chẳng thể đồng ý. Còn một điều bấy lâu nay ông vẫn để trong lòng, ông Vi Văn Tiền làm quan tư nghiệp chẳng nên mức quá bận. Tuy thế kể từ lúc sinh ra rồi lớn lên đã vài chục năm trôi qua. Với tư cách đối nghiệp dòng trưởng ông ít chưa một lần quay về thăm nơi là nguồn cội của mình. Ngồi nhận nha thường trà, thổ ti Vi Văn Bạc lộ rõ về thất vọng. Năm xưa cha của ông đã liều mạng sống của mình vì sự an nguy của dòng họ để khai thác vàng rồi tạo ra những bảo vật vô giá chính vì lao tâm khổ tứ như vậy. Em trai ông là Vi Văn Đồng bỏ mạng khi còn trẻ. Sau này người nhà họ Vi tiếp tục bị kẻ họ nông giết trong sự hận thù. Không tham lam giữ lại cho riêng mình, cha của ông đã giao hai món bảo vật bằng vàng cho người huynh trưởng. Buồn nỗi, người con trai của vị quần công chẳng hề cảm kích, còn chê thúc phụ tạo nghiệp khi gây thù chuốc oán với họ nông. Vẫn biết sự ấm ức của ông Vi Văn Tiền là có nguyên do, Nhạc phụ đại nhân của ông ý sư là thừa chính xứ Lạng Sơn, bị biếm chức đi đầy nên thầm oán trách thúc phụ. Những thế hệ trước đã về trời. Thổ ti Vi Văn Bạc thấy chẳng cần thanh minh. Việc đúng sai công tội chỉ có trời xanh thấu tỏ. Sợi dây liên hệ họ hàng vốn mong manh giờ chẳng còn. Thấy đến lúc mình quay về bàn quán nên thổ ti Vi Văn Bạc nhắc nhẹ. Chú ruột của huynh, tức thân phụ của đệ đã nung vào đồ khuôn trước khánh cùng Âu Vàng rồi trao cho tri trưởng. Để hy vọng, huynh trân trọng những gì đang có. Để yên tâm, ta sống thanh bạch quen rồi. Những thứ gọi là bảo vật đúc bằng vàng đó, sớm muộn gì sẽ được nung chảy nhằm cứu trợ cho bà con gặp thiên tai. Bảo vật của dòng họ có được nhờ sự vất vả của thân phụ. Giờ thấy người anh họ nói nhẹ như bò gạo bắp ngô, khiến thổ ti vi văn bạc chẳng thể đồng tình. Năm xưa khi mới ngoài 20 tuổi, ông cùng em trai vác kiếm chốt chặn nơi dòng suối từng cục vàng quặng tích lại đem nung và đổ khuôn ra những món bảo vật vô giá buồn thay người đọc sách thánh hiền như ông anh họ chẳng một câu cảm ơn hay ghi nhận thất vọng và buồn bực thổ ti vi văn bạc thở dài nói bảo vật của nhà ai nhà đó giữ để thì sẽ còn cho con cháu vị quan tư nghiệp quốc tử giám là vi văn tiền vốn không thích nói chuyện vàng bạc sớm thất vọng bởi người em họ nơi núi rừng không chịu đọc sách thánh hiền còn tối ngày nằm bên màn đèn thuốc Việt, ông từ tốn nhắc lại lời của người xưa. Dẫu có bạc vàng trăm vạn vàn lạc, chẳng bằng kinh sử một vài pho. Trà chưa hết nước một, nhưng chẳng ai buồn thưởng thức. Đúng như câu, người chưa đi trà đã nguội. Mỗi người nhìn về một hướng, cùng họ vi, nhưng suy nghĩ khác nhau. Dẫu có chung nguồn cội, giống cây trám trong nơi núi rừng sẽ khác với cây tràm phía sau vườn nhà. Hoặc như con suối cạn trước mặt Nhìn giống suối Nhưng chẳng phải suối Thổ ti vi văn bạc nhận thấy Vì quan tư nghiệp họ vi đương đối ẩm cùng mình Chẳng khác kẻ xa lạ Nói đúng hơn Người anh họ vi văn tiền Đâu khác gì đám mũ cao áo dài Cầm hốt bàn chuyện thế sự trên chiều Chẳng buồn hỏi về hai món bảo vật hiện Do chi trưởng cất giữ Ông xin phép đi nghỉ sớm Để mai quay về động khảo bàn Khi tiếng gà trong phủ quận công vừa gáy Thổ ti Vi Văn Bạc chào từ biệt người anh họ, rồi lên ngựa rời khỏi đất kinh kỳ kẻ chợ. Ông biết đây là chuyến ghé phủ quận công lần cuối. Thay vì hiệu đính và biên tập 100 trang trong cuốn sách viết về dòng họ Vi cùng ba món bảo vật, ngay khi quay về đến ngôi nhà sàn chín gian, sau khi làm điếu thúc viện cho tỉnh táo, ông sẽ xóa tên người anh họ Vi Văn Tiền, coi như chi trưởng đến đời ngạc quận công Vi Văn Tố là chấm dứt. Hoàn thành xong cuốn sách viết về gia tộc họ Vi, cùng những điều muốn truyền lại cho đời sau. Thổ ti Vi Văn Bạc thuê thợ lành nghề vùng kề chợ, đóng gáy, làm bìa bằng da bò cẩn thận. Ở bên ngoài, được gắn chữ Vi đúc bằng bạc cho thêm phần trang trọng. Tâm nguyện bấy lâu đã hoàn thành. Nó tới đúng vào dịp ông bước sang tuổi 60, nhưng vẫn còn tráng kiện và minh mẫn. Học theo người cha, ông muốn cưới thêm cô vợ thứ tư để thêm vui cửa vui nhà. Riêng về phần họ Vi dưới kinh thành, với ông giờ chẳng còn sự liên hệ không để cuốn sách quý trong ngôi nhà sàn. Trời nhập nhọn vắng người qua lại, thổ thi Vi Văn Bạc ôm cháp đựng sách tới ngôi miếu ba tầng ngay cửa rừng. Chẳng cần đốt đuốc, sau khi mở khóa bước vào, ông ném miếng khăn đen có theo bùa chú vào bộ xương nơi góc nhà, rồi đọc khẩu quyết. Ngay lập tức bộ xương đứng dậy, bước lại cúi đầu chờ lệnh. Đặt chắp gỗ vào tay bộ xương, ông chỉ lên lầu, rồi yêu cầu hãy cất vào trong non cẩn thận, dường như bộ xương vô tri đã hiểu sau khi gật đầu liền bưng chắp gỗ đi lên những bậc cầu thang để cất sách không đặt vào bệ thờ trên đó bộ xương khô đi dọc thanh sàng ngang một cách khéo léo ngay sau đó đặt chắp gỗ vào vị trí khiến người thường chẳng thể phát hiện và lấy được dễ dàng hài lòng vì sự trung thành và vâng lệnh thổ thi vi văn bạc đọc mấy câu thần chú ngay lập tức bộ xương khô cầm miếng vải đen thả từ trên cao xuống cho ông giống như con nghiện bộ xương khô nằm nghiêng dọc sàn ngang chẳng buồn đi xuống ngồi góc miếu như khi nãy khi khóa cửa rời đi thổ ti vi văn bạc thầm nghĩ giá năm xưa cha con nhà họ nông sớm ngoan ngoãn sẽ đâu có cảnh như ngày hôm nay thay vì quay về ngôi nhà sàn ông ghé xuống cuối bản nơi có người phụ nữ xinh đẹp được chọn làm người vợ thứ tư có một sự trùng hợp người này cũng mang họ ngô đến từ phương bắc tuy nhiên ông tin chắc số phận của cô chẳng bi đát như bà ngô phương diêu bước lên ngôi nhà sàn nhỏ đang bập bùng ánh lửa. Thổ ti Vi Văn Bạc mỉm cười do thấy chỉ có mình người đẹp Ngô Mộng Đình ngồi sao thuốc trên chiếc chảo gang. Bà mẹ chắc có việc đi chưa về. Mà kệ chảo thuốc bốc mùi cháy khét lẹt ở góc nhà sàn, vị thổ ti bước sang tuổi 60 cùng người đẹp Ngô Mộng Đình ân ái cùng nhau. Khi chảo thuốc cháy chỉ còn những mùn đen, ông hắng giọng rồi nói. Ngày kia thầy Tào sẽ làm lễ, sau đó nàng chính thức là vợ của ta. Đứng nhìn từ ngôi thuốc viện được chất lên thuyền trở về xuôi, thổ ti Vi Văn Bạc thấy con trai cả là Vi Văn nhất từ Kinh Thành về báo tin. Chúa tính Đô Vương Trịnh Sâm qua đời khiến lòng người ly tán. Hiện nay triều thần lẫn ngoài trốn nhân gian đang chia phe, nguyên do bởi chúa phế trưởng lập thứ nên nhiều người không phục. Quan tài của chúa tĩnh Đô Vương còn quản trong phủ, bà Tuyên Phi Đặng Tị Huệ cùng quận huy hợp sức phó tá Điện Đô Vương Trịnh Cán mới 6 tuổi lên ngôi. Lúc rời kinh thành, Vi Văn Nhất chứng kiến đám lính tam phủ đang hò reo phá phách. Nghe chừng lần này xảy ra đại loạn không chừng. Việc triều đình vốn chẳng liên quan, nhưng kinh nghiệm bao năm cho thấy, hệ ngôi vua chúa lung lay, vận nước nghiêng ngả. Khi đó từ phương Bắc sẽ có đại quân kéo sang, bởi họ nhòm ngó Giang Sơn Đại Việt bấy lâu. Khi lòng dân không thuận, Sơn Hà xạ tác cùng trăm họ sẽ lầm than. Nếu có giặc ngoại xâm, miền biên viễn là nơi đầu tiên bị vó ngựa dày xéo, không còn sức trẻ như xưa. Thổ ti Vi Văn Bạc yên tâm bởi ba người con trai đã đủ sức cầm quân chống giặc, chưa kể người con thứ tư với người vợ họ Ngô đang lớn khôn từng ngày. Khác với ba con trai đầu được đặt tên là Nhất Nhị Tam, người con thứ tư được đặt tên là Vi Hoa Hạ, như tri ân gốc gác của người vợ trẻ Ngô Mộng Đình. Loạn kinh thành chẳng ảnh hưởng, nhưng lửa chiến tranh sẽ rát mặt. Vốn là người lo xa, Thổ ti Vi Văn Bạc nhắc người con trưởng, còn hãy đồn đốc dân của mười động dọn sạch hang và hun khói đuổi rắn rết chuẩn bị các lán trại trong rừng và sửa thuyền dưới sông ý của cha là sẽ có biến có nói chắc ba người con trai không hiểu từng đau khổ chứng kiến lễ tang của cha mình năm xưa không còn thủ cấp tổ ti vi văn bạc thấy mọi sự chuẩn bị chẳng thừa bao giờ ngay khi quay về trấn bảo hà trùng ngày huy kỵ của vệ quốc tướng quân nguyễn hoàng dương do ông là con thứ bảy nên dân trong vùng gọi ông là hoàng bảy khi bước vào ngôi đền đơn sơ, tự dưng thổ ti Vi Văn Bạc thấy có tiếng đàn tiếng sáo. Vị tướng quân mặc áo đại triều ngồi bên bàn đèn, vây quanh có 12 cung nữ xinh đẹp. Nhìn cảnh Thái Bình như chưa từng có nạn binh đao. Ngắm ngôi đền đơn sơ được dựng từ hơn hai chục năm trước, trong chớp mắt biến thành tòa ngang dãy dọc, khiến thổ ti Vi Văn Bạc chẳng rõ mình đang tỉnh hay mơ. Ông dội mắt hai lần vì nghe thấy tiếng vị tướng quân năm xưa nói vọng ra hòa đến chẳng tránh được mau tích cốc phòng cơ rèn dao mài giáo đợi ngày báo đáp ơn vua lộc nước có tiếng ngựa hí trong phút chốc mọi tòa ngang dãy dọc biến mất tổ ti vi văn bạc thấy mình đứng lẻ loi trước ngôi đền đơn sơ lời dặn của vị tướng đã vị quốc vong thân còn vẳng bên tai kiểm tra xong mọi nơi thổ ti vi văn bạc tạm thời yên tâm dù chưa biết bao giờ chiến tranh xảy ra khi có sự chuẩn bị ông chẳng lo các con và các cháu mình cùng đồng bào ở các độc các châu trở thành nạn dân trong khói lửa hung tàn. Ngồi ở trấn Bảo Hà, nhưng chợt thấy như có lửa đốt trong lòng. Nghi ở châu khảo bàn có chuyện, thổ ti vi văn bạc cầm thanh kỳ lên kiếm được thờ hưởng của thân phụ lên ngựa vi về bàn. Nửa đêm chẳng cần soi đuốc bởi có ánh trăng sáng. Dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng vị thổ ti của châu văn bản vẫn như một chiến binh đang cưỡi trên con chiến mã thanh kỳ lân kiếm có thể chém tướng đoạt cờ nếu xung trận khi chạy tới khúc quanh của đường mòn con ngựa bỗng hí vang rồi trồm lên một cách sợ hãi đây là dấu hiệu có hổ rình mồi khiến thổ ti vi văn bạc vội ghim cương ngựa rồi tuốt kiếm khỏi vò nhằm tránh bị động hổ đâu chẳng thấy từ phía đám mây phía xa có tám người khiêng cỗ kiệu lớn. Ngồi trên kiệu là một vị phu nhân xinh đẹp, khiến thổ ti Vi Văn Bạc kinh ngạc. Vị phu nhân đó là người thiếp yêu của cha ông. Nếu còn sống, chắc bà cũng ngoài 60, vì kém ông gần chục tuổi. Đang ngẩn ngơ đứng nhìn, thành kỳ lân kiếm trên tay thổ ti Vi Văn Bạc rơi xuống. Ông nhận ra trong tám phu kiệu cởi trần đóng khố, cha ông, tức thổ ti Vi Văn Bản, là người khiêng kiệu ngay hàng đầu, chỉ có cố kiệu tám người phu khiêng ngoài ra không thấy thị tỳ hay quân lính đi hầu tiếng đàn tiếng sáo vẫn giật dìu theo từng bước chân của đám phu kiệu chưa kịp hỏi cha mình một câu cố kiệu cùng tám người phu đã biến mất từ trong làn xương mờ ảo một tờ giấy bản như cánh bướm dập dìu bay trước mặt thổ thi vi văn bạc đưa tay cầm tờ giấy cho vào túi rồi mài miết phi ngựa quay về ngôi nhà sàn chín gian ở động khảo bàn khi đã ngồi lên tấm giao hộ thổ ti vi văn bạc lấy tờ giấy ra xem chẳng bận tâm đến bốn bà vợ đang thao thức đợi chờ ông đọc thành tiếng hai câu thơ đồn rằng quan tướng hiển linh thổ ti khiêng kiệu dáng tiên hạ phàm về kinh thành dự đám tang của người bác ruột là ngạc quận công chưa được bao lâu thổ ti vi văn bạc lại quay về đất kinh kỳ kẻ chợ dù đã thề không muốn gặp mặt người anh họ sóng gió kinh thành còn kinh khủng hơn mọi dự đoán. Đám lính tam phủ tôn phủ người con trưởng của tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm là Trịnh Khải lên ngôi, do chú điện Đô Vương Trịnh Cán còn quá nhỏ. Mọi việc trong chiều một tay bà Tuyên Phi Đặng Thị Huệ cùng quận Huy thâu tóm. Xuất thân là võ tướng với nhiều chiến công hiền hách, quận Huy cưỡi voi xông ra dẹp loạn. Chẳng ngờ bị đám lính tam phủ dùng câu điêm kéo xuống băm nát thây. Khi Trịnh Khải lên ngôi chúa, lấy hiệu là Đoan Nam Vương, lính Tam Phủ lập được công lớn nên sinh ra kiêu ngạo. Bọn chúng phá phách nhà các đại thần, ức hiếp dân lành, nên bà con gọi là kiêu binh. Việc của triều đình tưởng chẳng liên quan, ai ngờ thấy cảnh hỗn hào ngồi thấp nói cao. Quan ngũ phẩm Vi Văn Tiền lên tiếng trách mắng. Nào ngờ trên đường từ phủ chúa quay về, ông bị đám kiêu binh dùng gươm chém chết. Trong cơn điên loạn không điểm dừng, đám kiêu binh tràn vào đốt phá tan hoang phủ quận công ngôi nhà sàn dựng trong vườn bị thiêu rụi. Nhận được tin dữ từ kinh thành, giao người con út ở lại châu khảo bàn, thổ ti Vi Văn Bạc cùng hai người con trai phi ngựa về làng Đông Ngạc. Dẫu không trùng suy nghĩ, nghĩa tử là nghĩa tận, nên ông phải về vút mắt cho người anh họ. Đứng trước phủ quận công, giờ chỉ còn là đống đổ nát, người anh họ nằm trong quan tài với cả chục nhát chém. Thổ ti Vi Văn Bạc xót xa bàng hoàng. Như vậy, dưới chân thiên tử chẳng còn vương pháp chẳng rõ hai bảo vật của thân phụ năm xưa trao cho ngạc quận công hiện cất nơi đâu. Ông cùng người thân đưa tiễn vị quan văn xấu số ra ngoài cánh đồng. Chúa đoan Nam Vương vừa ngồi chưa ấm chỗ, mọi việc trong chiều ngoài nội vẫn như mớ bỏng bong. Do vậy đám tang của vị quan hàm ngũ phẩm khiến ngài chẳng bận tâm. Cô quan tài được khiêng ra cánh đồng, khi ngang qua đám lính tam phủ đang ngồi uống rượu chơi bài, thấy người chị dâu phải biện lễ rồi lại lục để chúng cho mang đi chôn khỏi lỡ giờ đẹp thổ ti vi văn bạc nhíu mày khó chịu nhưng không nói gì thậm chí lúc bọn chúng cười cợt và chửi ông cùng hai con trai là những kẻ bán rừng vì thổ ti vẫn giả câm giả điếc do quan ngũ phẩm vi văn tiền không có con trai đúng như trong cuốn sổ đã hoàn thành họ vi trốn kinh kỳ kẻ trợ đến đây là chấm hết không buồn cũng chẳng vui thổ ti vi văn bạc thắp hương rồi vái trước nấm mộ Chút nữa, ba cha con sẽ lên đường quay về châu văn bàn do chẳng muốn nấn ná ở lại chốn này thêm nữa. Ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần tắt, cả cánh đồng không một bóng người. Bờ tường còn sót lại cổ phủ quận công và cây trám, lặng lẽ in bóng, rồi chút nữa chìm vào bóng đêm. Tổ ti Vi Văn Bạc trao thanh kỳ lân kiếm cho người con trai cả rồi lạnh giọng nói. Màu tiến đám lính tam phủ xuống tuyển đài. Vi Văn Nhất hốt hoảng nói, con sợ triều đình khép tội phản loạn, chẳng nghĩ xa xôi như anh trai khi nãy do thân phụ lắc đầu không cho gây chuyện khiến vi Văn nhị bực tức trong lòng giờ là lúc cần ra tay nên anh vội đỡ lấy thanh kiếm không chút do dự đám lính đánh chén nò say bắt đầu đứng dậy để dìu nhau về quân doanh khi nhìn thấy một người đứng chắn ngang đường lên trời bới quát phải tránh qua một bên thậm chí viên cai đội nhìn vi văn nhị giờ bực tức chửi rõ to hóa ra thẳng bán rừng chẳng hiểu lễ nghĩa câu nói chưa dứt viên cai đội rú lên khiếp đảm khi cánh tay cầm kiếm bị đứt rời gần chục tên lính nhất để cầm giáo xông tới bình thường bọn chúng kéo đi tới cả trăm tên Hệ thấy người nào ngứa mắt là đánh đập nhà quan lại trong chiều bị đốt phá chẳng ai dám can ngăn hôm nay gặp đối thủ khiến cả đám bất ngờ giống như cha và ông nội cùng các anh em vi văn nhị được học tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp từ nhỏ tối nay không để cho đám lính tam phủ còn sống chạy về báo tin những đường kiếm nhanh và dứt khoát còn hơn cả cơn gió trong nháy mắt đám lính gục xuống chỉ còn là những cái xác không hồn trong vũng máu dường như cảm nhận rõ mối hiểm nguy ba cha con thổ ti vi văn bạc cưỡi ngựa quay về động khảo bàn dẫu đám lính vừa rồi có thể không phải là những kẻ đã giết người anh họ vi văn tiền với vị thổ ti sự trả thù hoàn toàn xứng đáng trở về nơi trôn nhau cắt rốn thổ ti vi văn bạc triệu tập ba người con trai lên ngôi nhà sàn để bàn việc người con trai thứ tư còn quá bé được phép ngồi gần cửa sổ lắng nghe khi các con trai có mặt ông điềm đạm cho biết dòng họ vi bao đời nay một lòng về giang sơn xã tắc đại việt quan võ có quận công vi văn tố lập nhiều chiến công hiển hách quan văn có vi văn tiền chẳng sợ cường quyền đã lên triều hạch tội lũ đảo lộn cương thường dù sau đó bị giết chết nghe như thân phụ vi văn bản tức ông nội của bốn đứa ngồi đây khi giặc đến chẳng hề trốn chạy còn huy động tráng đinh hợp sức cùng quan tướng triều đình chống giặc điều đó cho thấy người họ vi sống vinh hơn chết nhục liếc mắt nhìn về phía người con trai cả là vi văn nhất thổ ti vi văn bạc nén tiếng thở dài việc con trai không dám vung kiếm ở làng đông ngạc khiến ông thất vọng ghê gớm dẫu muốn lập người con thứ là vi văn nhị thế tập chức thổ ti khi mình về với tổ tiên tuy nhiên ông còn nhiều lo ngại trong lòng bài học hết trưởng lập thứ của chúa tĩnh đô vương còn đó nếu đi vào vết xe đổ e rằng họ vi khó bền tạm thời nhắc nhẹ cho những người con trai được biết trong suy nghĩ của mình ông vẫn nghiêng về việc chọn người con thứ. Sau khi dân dạy ba người con trai, thổ ti Vi Văn Bạc quyết định sẽ để con trai cả Vi Văn Nhất sống ở Trấn Bảo Hà, cai quản việc trồng và thu hoạch thuốc viện. Người con thứ là Vi Văn Nhị sống ở Động Khảo Bàn, giám sát việc đại vàng dưới suối. Vốn là việc chẳng cần khai báo với triều đình. Người con thứ ba là Vi Văn Tam, lo việc chuyển hàng nông sản về xuôi và mua hàng dưới kẻ chợ, gồm diêm, muối, nông cụ cùng nhiều thứ khác đưa lên châu Văn Bàn phân công cụ thể là vậy, riêng ngôi miếu ba tầng nơi có cuốn sách quý và bảo vật của dòng họ ông tự cai quản để sau này giao lại cho người con thứ tư là Vi Hoa Hạ. rời khỏi ngôi nhà sàn, thổ ti Vi Văn Bạc rất theo cậu con trai còn nhỏ tuổi hơn cả đứa cháu nội đi về phía miếu sơn thần. Kỳ thực sau khi xây dựng lại, nơi đây thờ cúng những oan hồn chết từ đầu sông ngọn suối cho đến bìa rừng. Quan trọng hơn là mấy chục mạng phu đào vàng lúc hầm bị cho nổ sập xuống công và tội thân phụ đều gánh dù khuất nẻo đường trần khi gặp cảnh người phải khiêng kiệu bát cống thổ ti vi văn bạc sai người cải táng và xây mộ đá cho bà ngô phương diêu thật hoành tráng thậm chí còn to đẹp hơn cả mộ của cha mẹ ông khi đã mời thầy tào làm lễ cẩn thận ông hy vọng nếu có duyên gặp lại thân phụ của mình chẳng còn phải cởi trần đóng khố gò lưng khiêng kiệu bước vào ngôi miếu ba tầng thổ ti vi văn bạc đọc khẩu quyết từ trên xà ngang bộ xương khô của nông trí hào vươn vai ngồi dậy giống con nghiện lâu ngày đói thuốc bộ xương màu đồng hun đi giật dẹo nhưng không quên bưng cuốn sách quý xuống trao tận tay cho ông ném miếng vải đen có bồ chú lên hộp sọ thổ thi vi văn bạc quyết định thêm vài dòng vào cuốn sổ khi xưa ông viết về chi trưởng đến đời ngạc quận công vi văn tố là chấm dứt nguyên do dịp đó ông thậm ghét người anh họ là vi văn tiền trở về sau khi dự đám tang của vị quan văn dám chống lại phường vô lại Ông quyết định thêm vài dòng về người anh họ để hậu thế được biết. Dẫu chẳng giành cung kiếm, vì quan hàm ngũ phẩm vi ban tiền vẫn nằm dạng danh dòng họ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.